thấy trên tay tôi là một chú cua. Gọi là chú bởi vì đây là cua địch. Con cua nó không có chết, không có rụng càng. Khi luộc thì chúng ta có nhiều cách khác nhau, nhiều kinh nghiệm khác nhau. Ở đây tôi sẽ chỉ cho mọi người cách đơn giản nhất, đó là tháo dây cua ra, nhưng mọi người phải cẩn thận nha. Tại vì cua rất là mạnh và dữ. Mọi người có thắc mắc với tôi á, là làm thế nào để biết được con cua nào là con cua đực và con cua nào là con cua cái? Cách rất là đơn giản, mọi người có thể nhìn thấy cái yếm. Con cua đực thì cái yếm rất là nhỏ. Mọi người thấy có yếm của con cua đực rất nhỏ, xíu xíu thôi. Trong khi con cua cái thì nó lớn hơn nhiều. Và bây giờ tôi sẽ bắt cho mọi người xem con cua cái. Đây được gọi là con cua cái. Cái yếm nó to hơn rất nhiều đúng không? Và con cua này thường được người dân ở Cà Mau gọi là con cua yếm vuông, vì nó là con cua cái nhưng mà nó chưa có gạch. Đây con cua yếm vuông đây. Mà con cua mà đen đen xấu xấu như thế này, nhưng mà tôi đảm bảo với mọi người là con cua này nó rất là chắc, thịt rất là ngon. Mọi người sẽ dùng kéo, thấy kéo không? Thấy cua không? Rồi dùng kéo cắt đi và để cho nó sống khi trong nồi, trong lò. Ta dùng cây kéo, kéo cắt cục dây con cua còn đang sống. Mọi người phải cẩn thận nha, vì cua sống rất là dữ, có thể kẹp chúng ta đấy. Rồi sau đó sẽ để trong nồi luộc và luộc. Đơn giản vậy thôi ạ. Cua sau khi đã cắt vỏ xong, cắt dây xong nha, để nắp lại và bật lửa luộc thôi. Đây là thành quả chúng ta làm được. Thấy cua vẫn còn nguyên vẹn càng. Chỉ có điều nó hơi bị có một cái màu xám thì các bạn cũng không có lo lắng quá nha. Đang rất là nóng quá quá. Đây còn nguyên càng luôn nha. Đây bây giờ chỉ còn thưởng thức thôi.